trong một hai thế giới này. Rồi những cái mô hình ship một cái tự động, ship hoạt động tự động, thậm chí là nước bây giờ drone nó máy bay không người lái nó bắt nó thẳng lúc nào cũng vào sân xong đơn giản. Như ở Việt Nam thì cái công nghệ mới như thế nó sẽ thay thế lượng lắm đấy, với những người đấy các bạn cả đời chỉ có biết chạy ship, cả đời chỉ có biết một cái xe máy, thì dần dần những người đấy sẽ bị đào thải, những người làm những công việc ấy mà dễ bị thay thế bởi AI thì những người đấy là ra được chủ tiền. Thế thì các sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển tới, hay là cái nghề về con người nên tôi hay nói nghe về những thứ không thể thay thế được, ví dụ như này, những cái gì liên quan con người, những cái kỹ năng cần phải có con người, ví dụ như là các bạn sale sẽ không thay đổi quá nhiều, cái gì cần nhân vật và trong 3 năm tới KOC sẽ lên giá mặt luôn và thậm chí còn kênh phân phối truyền thống luôn, tại vì họ có cái niềm tin của khách hàng, khách tin và yêu họ. Thậm chí các bạn nhìn thấy kênh Đạo Thịnh Vượng có rất nhiều người thì đi học rất là nhiều tiền để học cái kiến thức này, trong khi tới cho đi viện phí, các bạn sẽ nhìn thấy là có rất nhiều người đang đi làm giảng thì làm giận thì này thì kia, thì có khi là vài năm nữa cũng giận được không an toàn, các nghề tạp hóa sẽ giận được bởi vì thay bằng dữ liệu của Winmart giữa các kênh, đúng không ạ? Nhà tôi ở đây làm sao thôn tính được không, thì xin lỗi họ sẽ chặn chuỗi phân phối của bạn và bạn sẽ buộc phải mua hoặc đóng thương hiệu của họ, bạn được bán hàng cho họ bằng một cách nào đấy, là vì bạn đã bán hàng của bạn, phải tham gia một liên đoàn, một liên hiệp của họ để bạn được bán tạp hóa. Chẳng hạn tài xế bây giờ nếu không tham gia một liên minh ví dụ của Grab, ví dụ của taxi này taxi kia hay là của bên này bên kia, nếu bạn tự là freelancer tức là tự nhận khách tự đưa đi thì bạn chỉ đọc nên là bây giờ đó là cơ hội ấy, để các bạn bắt đầu đứng lên thiết lập một cái doanh nghiệp hoặc là một cái hệ thống của bạn, hoặc là bạn sẽ phải góp vào trong thuộc cờ một lá cờ dưới danh nghĩa là để đi làm công ăn lương. Các cái ngành nghề tự do phát càng ngày sẽ càng bị quản lý kiểm soát nhiều, các hệ